Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây về xa xôi. Ok, vâng, bài vừa rồi là bài hát buồn thì cứ khóc đi. Tao càng ngày càng quần hồng vậy em. Nó làm như là thời thế nó thay đổi đó. Mình bắt kịp xu hướng cái trend hiện giờ. Đôi khi anh nghĩ là thời của em tới rồi. Đóng lại, mấy cái này trời sao để người ta coi được. Ủa, mọi người có nhìn thấy không? Không. Không. Ừ, em là một người xinh đẹp. Em là một người xinh đẹp. Chết. Mọi người ơi, chơi game làm gì nữa? Chính em. Ghê lắm. Anh Mèo, cho em xác định thử cái thái độ đó là gì? Về đây em coi giùm tao. Về đây em coi giùm tao. Người lớn tuổi đi học thì gọi là gì? Cao học, cao học, cao học, cao học và... Học. Già học. Già học là gì anh? Là người già đi học. Thì người già đi học thì biết rồi, nhưng mà vấn đề già học có nghĩa không? Là người lớn già, người già đi học, còn cao học là cái người đâu phải cao mới học được chứ. Oscar có hình dạng như thế nào? Nhìn. Em ghi không nghĩa vậy. Nhìn, rất nhìn trùng đi tượng. Mọi người hãy nhìn đi. Cái giá phơi đồ hả? Người nam cầm cái gì đó. Cầm cái gì đó là cái gì? Khổ ghê luôn. Nó một nùi vậy. 365 ngày, 1 tuần bằng 7 ngày. Ai cũng biết 10 tuần bằng 70 ngày thì ai cũng hiểu. 100 tuần bằng 140 ngày. Ủa, là sao? Một 100 tuần bằng 140 ngày. Sao 100 tuần bằng 140 ngày? Cái đó là ông dừng lên. Trong khi 10 tuần là 70 ngày mà 100 tuần bằng 140 ngày. Nói cái gì? Tụi mình đâu còn là ở chung một chiến tuyến đâu mà nói chuyện. Chết rồi. Trời ơi. Tối nay chết rồi. Em chỉ nói một cái gợi ý đơn giản vậy thôi. Người ẩn danh đang nằm bên đội đó. Đó. Hên xui. Đó. Thấy chưa? Người này mà lên tiếng mọi người phải nghi ngờ người đó đi. Trời gì ghê vậy? Cho nên là em cũng có một cái sự sợ hãi với đồng đội của mình. Chính xác. Bây giờ anh chỉ nhìn cái thái độ và cái cách diễn của mọi người thôi đó. Anh không nghĩ anh nhìn. Anh nghi ai luôn. Phải bình tĩnh. Đừng có tưởng tôi ngồi, tôi không quan sát nha Mia hả? Mia nói nè, không tin bất kể một ai hết. Và hiện tại bây giờ Mia khẳng định đội bên đó đang chơi một mình cùng với nhau. Dạ. Tức là tôi đang cảm thấy là bên đó đang lừa dối nhau đó. Nếu như tất cả các bạn đang chia sẻ đều là sự thật thì theo lời của Bảo Cun đã có được sự khoanh vùng những người nằm trong viện tình nghi. Và bây giờ hãy cùng với ánh sáng truy tìm người nhận được nhiều sự bình chọn nhất. Xin mời.